Hôm nay thì em Lê Hương lên buổi báo giá trực tiếp livestream lúc trưa nay thì là đã nói là em có về thêm cho mình một chiếc xe Kia Morning đời 2017 số sàn mà rất là nhiều khách hàng quan tâm. Thì dù biết rằng em chưa dọn dẹp gì, chưa rửa ráy gì mà xe đánh một phát về là em mang ra em quay cho khách hàng nhà mình một video chi tiết thật nhất, mộc nhất đây về chiếc xe Kia Morning đời 2017 số sàn em đang bán chỉ có 228 triệu. Dù em quay như thế này, các bác sẽ bảo là sao cái cô này cô lại quay cái video mà cái nội thất bên trong nó lại bẩn như thế này mà vẫn quay. Thì tức là với cái thông điệp em muốn lo khách hàng là gì, tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như thế. Và đây là một video chi tiết và mộc nhất mà vừa xe mới về, chưa qua chỉnh sửa một cái gì. Thì em cũng quay cho mình luôn khoang động cơ máy móc này để các bác nhìn luôn thực trạng xe như thế nào. Em sẽ báo như vậy. Hôm nay em về được cho mình một chiếc xe đời 2017 mà số máy zin, sơn zin, máy số cực kỳ ngon luôn, đời 2017 mà giá chỉ có 228 triệu. Kia Morning màu vàng đẹp như thế này nhá. Các bác nhìn cho em này. Cụm đèn pha halogen siêu sắc nét, siêu sáng này. Có đèn gầm đầy đủ cho em. Và chiếc này thì có cho em là màn hình giải trí này. Và em muốn nhấn mạnh một điều ở đây là gì? Với chiếc xe này nó còn zin từ sơn, máy móc nên là la răng nó cũng là la răng của nhà sản xuất, la răng zin luôn. Và em đang muốn là sẽ thay cho khách hàng nhà mình một bộ la răng mới thể thao. La răng đúc hợp kim đẹp đi. Lên la răng thể thao đẹp đi để cho khách hàng nhà mình đi nhìn cho nó đẹp mà giá vẫn chỉ 228 triệu thôi. Gọi là em lên cho mình nhìn cho cái form dáng nó đẹp hơn đúng không ạ? Còn một em xe zin thì nó vẫn còn nguyên của nhà sản xuất như thế nào thì em còn nguyên như thế nhá. Các bác nhìn cái lớp sơn này. Lớp sơn ở chân zin nó cứng sơn nhìn nó đẹp thế này cơ mà. Màu vàng. Tất cả những đường dập lỗi trên thân xe thì sắc nét mà những khớp lỗi cực kỳ fit cho em nhé. Gương kính thì là tất cả những gương kính thì đều liền đời cho em. Gương kính liền đời xe này, có vỉ chắn mưa, tay nắm cửa đây. Cam kết cho mình là không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý không tranh chấp và không phạt nguội. Đấy là điều đầu tiên mà em chắc chắn với khách hàng nhà mình. Các bác nhìn cho em táp ly cửa này. Cực kỳ sắc nét đẹp luôn, keo chỉ zin bên cánh cửa, lốt bấm đinh tán luôn. Rất là đẹp nhé. Keo chỉ zin đẹp như thế này. Vào sau bên trong hơn nữa thì táp lô này, các bác nhìn này. Nếu như xe mà qua taxi thì các bác chỉ cần trong ngành, trong nghề nhìn một phát biết ngay đâu là xe taxi. Với những dòng như Kia Morning và Hyundai i10 thì không tránh được việc xe chạy taxi. Nhưng taxi của công ty và Grab gia đình nó hoàn toàn khác nhé. Đấy là một điều mà khách hàng rất thích từ em Hương. Vì sao? Em rất là thật luôn. Xe như thế nào thì em sẽ báo thế này. Xe này có màn hình giải trí OLED siêu to cho em này. Bản này thì chưa có túi khí. Các bác nhìn cho em, táp ly đẹp căng không? Cái phần này nó chỉ là cái thảm này. Bác chủ cũ gọi là cẩn thận cho nó đỡ nóng này. Cũng như là che cho nó đỡ bị chảy xước thôi. Chứ không phải là vì xấu hay vì làm sao mà phải che đi, đúng không ạ? Có cho em cam hành trình, tức là xe đã trang bị cho mình cam hành trình, cam lùi. Bên trong thì có tẩu thuốc cũng như là cổng sạc này. Cần số 5 cấp cho em đây. Cầm số 5 cấp, cái cần số này cái da còn rất là đẹp luôn nhá, bác chủ cũ rất là gìn giữ luôn. Về luôn trong đêm ngày hôm qua. Trần thì em đã lên cho mình là trần da 3 đêm hề quả trám như thế này rồi, một lớp sơn màu vàng bò rất là đẹp luôn. Tất cả các thanh gió điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường. À, hộc để đồ, các bác nhìn hộc để đồ này. Ốp hết rồi, phần dưới này cũng ốp cho em mạ giả và vân carbon này. Táp ly ở bên đây cũng vậy luôn, các bác ấy ốp cho em cái này là gọi là giả vân carbon. Giống như là mình dán cái ốp cường lực điện thoại đấy cho nó gọi là bảo vệ thôi. Chứ không phải là vì xấu mà phải dán vào để che đi. Không thích thì mình bóc ra vẫn hoàn toàn bình thường. Gương kính thì liền đời theo xe. Cửa mở ra kêu nhẹ nhàng thế này cơ mà. Có những con cửa cứ cọt cà cọt kẹt. Nhưng mà có lẽ không làm sao cả, nó chỉ là khô dầu thôi. Nhiều bác không biết nghe là không thích những tiếng như thế đúng không ạ? 4 quả toa loa bản trang bị 4 bên cánh cửa. Cái loa này kết nối màn hình cho em là YouTube, bật nhạc lên nghe sướng luôn. Vừa ra đây bật nhạc quẩy tưng bừng luôn này. Ốp mạ vân carbon ở trên đây để bảo vệ cho nó. Móc khóa cửa ốp bản lề này. Các bác nhìn gioăng cửa này, không hề bị mục mọt nhá. Nhiều bác xem kỹ tính này, em sẽ bậy cả cái này cho mình xem luôn này. Đó, lốt bấm đinh tán đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn chứ không phải là đẹp nữa. Những dòng xe nào, những chiếc xe nào em đã nói là đẹp thì nó phải là đẹp. Tình trạng xe như thế nào phải nói thật thà với nhau. Làm việc trên hai bên cam kết thì phải đầy đủ đúng không ạ? Cứ khen lức nở lên rồi đến lúc khách hàng đến để bảo em ơi em nói đẹp mà anh nhìn không ưng một tí nào, thế là rất là điêu đúng không ạ?
cụm đồng cụm đèn pha phía sau thì em xin lỗi, cụm đèn hậu phía sau này thiết kế hình chữ V chéo như thế này, rất là sắc nét luôn. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí gầm bẹ đây. Nhiều bác nhìn thấy em Hương mà không biết là cái đứa kia nó làm gì mà nó cứ chỏng mông chui vào gầm xe. Đấy là lý do mà em quay cho mình khách hàng nhà mình một video chi tiết nhất đây. Cốp của chiếc xe Kia Morning bản hatchback này thì khoang cốp cũng cực kỳ là rộng nhá, không hề phải, không giống như là những các bác tưởng tượng là Morning thì sẽ là cụt đầu cụt đuôi như chim cánh cụt mà ngắn đâu. Rất là hợp luôn. Đèn cốp bên trong còn nhá, mở cốp ra sẽ có đèn này, thảm này. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích nốt còn cho em. Quay cho mình cả những con ốc này, xứng đáng đồng tiền bát gạo chưa ạ? 228 triệu. Cái này cũng ốp hết cho em là giả vân carbon rồi, cho nó sạch thôi. Keo chỉ zin này, máng nước này các bác nhìn cho em. Xuất sắc nhá. Nhiều bác nhắn tin Hương ơi sao em bán xe nhanh thế, anh bảo là để anh hai hôm nữa anh xuống, nếu như các bác nào ưng thiện chí thì chốt cọc cho em 10-20 triệu để giữ xe. Xuống xem xe không ưng hoàn tiền luôn, nói trắng lét luôn hoàn tiền luôn. Chứ còn bây giờ em có khách thì em sẽ bán mà đúng không ạ? Khách nào thì em cũng hoan hỉ, nhưng mà bác nào mà cọc tiền nhanh chốt nhanh bán luôn, làm chuyến khác ăn mỏng thôi, để cái giá bán mỏng thôi để khách hàng nhà mình ưng xuống xem xe ưng phun tiền luôn. Hôm nay như con Ford Fiesta đấy ạ, lên sóng chỉ có 2 hôm thôi là bay rồi. Mai khách hàng nào mà hỏi thì không còn đâu nhá. Kia Morning này cũng vậy luôn, đêm qua em mới về mà em còn không dám mang đi rửa giấy để lên sóng video trước thì rất là nhiều khách hàng hỏi. Đây ạ, các bác nhìn hàng ghế thứ hai này, ghế da chắc lét như thế này cơ mà chắc nịch đẹp căng. Sàn này sạch sẽ rồi, khoảng cách thì rộng rãi cho em. Quay chi tiết như thế này rồi, tình trạng xe như thế nào em sẽ báo thế. Những lốp sau 4 quả lốp còn mới đẹp cho em, na răng sắt thôi, nhưng em đang hứa là sẽ lên na răng thể thao cho mình, na răng hợp kim thể thao đẹp cho mình. Đó, quay kỹ cho mình này, táp ly này, các phím bấm auto hạ cửa kính này, chỉnh gương kính này, hoạt động hoàn toàn bình thường này, keo chỉ zin này. Màu xe con này là màu zin nhá các bác nhá. Nhìn cái màu vàng như thế này thì nhiều bác sợ, nhưng đây là màu keo chỉ zin này, màu zin của xe này. Ốc cánh cửa đây các bác nhìn cho em này, móc khóa này, sticker nhà sản xuất đây ạ. Ngay từ cái này, ốp luôn cả vào chân phanh, chân côn, chân ga, nó ốp cho em một cái này. Nó bám, nó chống trơn cho mình. Đi các bác có đi giày hay là đi dép thì nó cũng không hề bị trơn này. 228 triệu là giá em đang chào bán tới với khách hàng nhà mình. 228 triệu thôi nhá. Hứa là sẽ lên cho bác một bộ la răng thể thao đẹp, cụm đồng hồ 3D thể hiện sắc nét này, màn hình giải trí siêu to luôn. Các thanh gật gạt mưa đây, Kia này. Có một cái áo bọc như thế này rồi ở trên vô lăng này. Các bác nào thích thì để cầm cho nó chắc tay, không thì bỏ ra cũng không sao, nhưng mà ốp vào như này thì nó đẹp hơn. Rất là thoáng, rất là thoải mái luôn. Nam nữ đi đều ok cho em này. Đó, cam hành trình, cam lùi, gương đằng sau này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về siêu phẩm Kia Morning mới về bên em. Giá chỉ có 228 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm về chiếc xe Kia Morning số sàn đời 2017 này thì nhấc máy lên gọi cho em, hoặc inbox qua Zalo số điện thoại 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này, hoặc có thể đến trực tiếp bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong nhận được những cuộc gọi khách hàng nhà mình nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Xin kính chúc khách hàng nhà mình có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình ạ. Mọi thông tin chi tiết thì cứ inbox qua Zalo, em sẽ xử lý và giải quyết hết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.